Âm ly thì chắc lâu rồi. Âm ly cũng mới cả mấy ngày mới của nó. Thế trước dùng anh dùng cái bộ to như này cơ, nhưng mà nó nghe sẹt nhiều quá mới cũng là bãi của Nhật bãi, nhưng mà dùng lâu quá rồi nó dùng lâu quá nó bị kiểu như cái chiếc áp mình vặn nhiều nó bị hao mòn mấy, nó bị rỉ sét. Nó lấy cái đấy của mình mua lại cái đấy của mình là 3 triệu, nó đổi cho cái này. Ừ. Hôm nay nó bảo anh ấy không thích cái đổi cả. Xin chào các bác và anh em ạ. Hiện tại thì đội ngũ Zika chúng em đang có chuyến đi công tác lên Tiên Du Bắc Ninh. Ở đây đang anh em kỹ thuật đang đi bàn giao cấu hình cái bánh tráng ghép phía sau. Đây là cặp loa B12 và đây X23 và mic VK321. Đơn hàng này thì cái mức tài chính các em đầu tư khoảng hơn 30 triệu trong 3 thiết bị. Chút nữa em lên tới nơi thì em sẽ đập hộp ra và lắp đặt và có một cái video tiếp để đồng hành cùng chúng em. Thì các em cứ đăng ký kênh ủng hộ chúng em, và những cái video như thế này các em cứ like nhé, để chúng em lấy động lực, cũng lấy những cái nhiệt huyết trong nghề nghiệp đem đến những cái sản phẩm, đem đến những cái bộ cấu hình combo trong karaoke gia đình, đạt được những yếu tố như hay, đẹp, sang, dễ dùng. Đây là đôi B12, anh em và chúng em đã xuống hàng xong. Ở bên trong thì cặp full B12 này, đây X23. Ô quên rồi, không cầm cái thôi không cần đâu. Hóa đơn ra. Hóa đơn xuống thì lộ chết. Đấy, anh. À đây, anh còn có cả con trầm. Ô con trầm à. Con trầm này là con bao nhiêu? JBL gì nhỉ? Ngày xưa em bán con này lâu lắm rồi, quên mất rồi. Bây giờ bộ dàn cũ của anh. Nào thì vang vang này, mic này, âm ly PA203A. Ở trên còn có cả lọc. Ơ thế bây giờ anh cất cái này đi, hay là em lắp cái bộ, anh cất bộ này đi, hay là em lắp cái đẩy em để đâu được? Để. Đây con súp này nghe rất hay này. Súp này nghe tương đối hay đấy. Đôi BMB. Đây. Giờ như bỏ hết. Bỏ hết sạch này. BMB. Cả đôi Kenwood này. Phải nói là đây là hiện tại là chúng em thay thế hoàn toàn hết những cái bộ cũ đi và lắp vào cho anh toàn bộ là hàng mới. Các bạn có thể nhìn thấy là những cái chiếc âm ly anh vẫn dùng, mà thậm chí mua thêm cả những chiếc vang. Đây, thậm chí ở bên trong nhà có còn những cái đôi loa, những đôi loa BMB. Đây, BMB, đây là những cái đôi Kenwood đều thay thế hoàn toàn hết vào đôi B12 của Zika chúng em. Anh giữ lại duy nhất cho mình một cục loa siêu trầm và một chiếc lọc xì, chiếc này qua hàng bãi kia. Đấy. Để chúng em lắp nốt cho anh em bộ mic này vào là cũng đã bắt đầu hoàn thành xong cái việc mà bàn giao cấu hình combo. Đấy, cả nhà anh Sĩ đang ngồi để thẩm âm cho cái bộ cấu hình của mình khi đã lựa chọn. Đây là đôi BMB anh từ bỏ, anh thay thế hoàn toàn. Đấy, cũng một thời dùng loa bãi, tất cả đều là hàng bãi, từng một thời là đam mê hàng bãi đấy. Trước anh mua đôi BMB bao tiền anh? 11 triệu. Thế mà nghe không mất không đã. Trùng năm rồi á? Thế thì nó hết niên hạn sử dụng rồi. Thế tính ra cái bộ này là anh sắm lâu đấy. Chắc là cái âm ly đôi Kenwood mười mấy năm, thì chắc anh sắm cùng cái bộ âm ly luôn phải không ạ? Anh em mở nhỏ cái nhạc đi một tí, tắt nguồn đi đã, tắt nguồn đẩy đi đã, xong bắt đầu mới cắm mic vào. Thế thì tính ra cái, thì em nhìn cái bộ này là anh mới mua nguyên con vang, anh mới mua sau thôi. Đấy, con vang. Cái vang phải không? Hay là cả âm ly? Vâng, vang em giả lại được. Vâng. Âm ly thì chắc lâu rồi. Âm ly cũng mới cả mấy ngày mới của thế nó. Trước dùng anh dùng cái bộ to như này cơ, nhưng mà nó nhìn ra sẹt nhiều quá. À cái âm ly mà bọc nỉ bọc niếc cái gì? Hay là cái bộ gì? Bộ cũng là bãi của Nhật bãi, nhưng mà dùng lâu quá rồi nó.
nó dùng lâu, dùng lâu quá nó bị kiểu như cái chiếc áp mình vặn nhiều nó bị hao mòn với nó bị rỉ sét. Nó đấy, cái đấy của mình mua lại, cái đấy của mình là 3 triệu con đổi cho cái này. Cứ kệ dùng cả cái nguồn đấy anh. Tôi dùng nguồn mới. Bộ này thì anh yên tâm phải mười mấy 20 năm nữa. Anh đến cái người lo người trắng nết thì chỉ còn trừ giá đồ vào không mang đồ cho người khác được, chứ còn đồ dùng đủ thứ, kể cả cái xe, cái đồ dùng cái gì đổi. Vợ thì em đố anh lắm rồi. Vợ không mang đồ cho người khác, với con không mang đồ cho người khác thì phải chịu. Công nghệ mỗi ngày cũng thay đổi chị, ví dụ bây giờ iPhone nó hiện ra như 14 cái nơi rồi. Em chẳng thấy cái gì mua bảo là cái này người ta mua ta đã tốt hay như hiện nào. Hiện tại thì dùng sướng. Cứ lo người chẳng biết. Buổi công nghệ. Nhưng mà anh chơi chơi cái này may là đổi công khác rồi. Nhưng mà anh chị yên tâm, em lắp cho anh chị bộ này thì anh chị yên tâm, nó khác hoàn toàn so với bộ trước. Bộ trước là chắp vá, bộ trước là như anh nhìn nguyên cái âm ly với cái vang này là cái việc mà người ta tư vấn cho anh dùng là đã sai rồi, không ai đi lắp âm ly với vang, không ai lắp âm ly với vang bao giờ. Người ta ít nhất người ta phải lắp âm ly với đẩy đấy, cục loa súp. Có người đem cho rồi, đem giả. Đấy. Xem ở ngồi đây này, bắt đầu bật điện thoại lên, thấy cái gì nó quảng cáo này, chích ra. Đây kiểu như quỹ đen. Cái khoản nó bật điện. Tao này cũng có tận tận em, mà nó cứ tận tận em, cái tận xấu.